chẳng từ bỏ tám giải thoát, chẳng chứng lậu tận, chẳng từ bỏ tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng chứng lậu tận, chẳng từ bỏ bốn niệm trụ, chẳng chứng lậu tận, chẳng từ bỏ bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng chứng lậu tận, chẳng từ bỏ pháp môn giải thoát không, chẳng chứng lậu tận, chẳng từ bỏ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng chứng lậu tận, chẳng từ bỏ năm loại mắt, chẳng chứng lậu tận, chẳng từ bỏ sáu phép thần thông, chẳng chứng lậu tận, chẳng từ bỏ mười lực Phật, chẳng chứng lậu tận, chẳng từ bỏ bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, chẳng chứng lậu tận chẳng từ bỏ pháp không quên mất, chẳng chứng lậu tận, chẳng từ bỏ tánh luôn luôn xả, chẳng chứng lậu tận, chẳng từ bỏ trí nhất thiết, chẳng chứng lậu tận, chẳng từ bỏ trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng chứng lậu tận. Chẳng từ bỏ tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng chứng lậu tận. Chẳng từ bỏ tất cả pháp môn Tam Ma Địa, chẳng chứng lậu tận. Chẳng từ bỏ hạnh đại Bồ Tát, chẳng chứng lậu tận. Chẳng từ bỏ quả vị giác ngộ cao tột, chẳng chứng lậu tận. Vì sao này thiện hiện? Vì Đại Bồ Tát ấy thành tựu đại trí vi diệu như thế, khéo an trụ Pháp không và tất cả Pháp Bồ Đề phần. Nghĩ thế này, bây giờ nên học, chẳng phải là lúc chứng.